mình sẽ tiến hành là test nước cái con máy Kyocera V03 này thử xem có đúng như shop mà đã quảng cáo và nó có chức năng chống nước hay không. Tại vì một số cái kênh YouTube và trên Facebook và một số shop đã nói cái này thì nó có chức năng chống nước. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vô thử, máy hoạt động bình thường nha. Rồi. Nhưng mà lưu ý là trước khi tết nước là mình phải đóng cổng lại chứ không mà nó sẽ vô nước. Đóng chặt cái cổng lại nè. Rồi, máy vẫn hoạt động bình thường nha. Bây giờ mình thử cho vô nước. Ok, mình sẽ chui rửa cho nó trở sạch sẽ. Đây, mình sẽ bấm luôn, trong nước luôn à, vẫn bấm bình thường luôn. Trong nước thì cảm ứng không được. Trong nước mình thấy cảm ứng không có được. Nhưng bấm nút thì vẫn được. Bấm nút thì nó vẫn hiện ra. Nhưng mà cảm ứng thì không có được. Đây mình tấm táp kỹ cho con này luôn rồi. Vẫn bấm bình thường nhưng mà không bấm cảm ứng được, cảm ứng không được, trong dưới nước cảm ứng không được nha mọi người. Đây rất ok luôn. Rồi giờ mình sẽ vớt ra sạch sẽ rồi. Mình sẽ chùi rửa cho nó sạch sẽ. Đây. Vẫn bình thường luôn. Vớt ra khỏi nước thì vẫn cảm ứng bình thường. Tuy nó còn ướt nhưng mà vẫn cảm ứng bình thường. Ok luôn á, cảm ứng ok bình thường luôn. Mình tắt mạng rồi, tắt mạng rồi do mình tắt mạng rồi nó không có vô được ha. Cái này không có vô được mạng nhưng mà vẫn bình thường nha. Rồi ok, cái video của mình tết nước đến đây là hết nè. Vẫn bình thường, tết nước ok.
vô game này hơi lắc thời gian lâu ta. A few moments later. Sau khi mà test nước con điện thoại Kyocera V03 thì mình có một số nhận xét. Thực ra là cái máy mình test xong rồi, test hồi nãy thì mà khi mình sử dụng thì vẫn bình thường, không chuyện gì xảy ra đó. Thì chứng tỏ là máy này có thể là còn zin chưa qua sửa chữa, nên các mối hàn nó còn khít đó thì nước nó không thể thấm vào được. Nhưng mà mình test trong điều kiện nước bình thường thôi, chứ mà mình nghĩ nếu mà đi mà tắm biển mà mình test nước cái này là thua, tại vì có thể là muối nó sẽ ngấm vào bên trong rồi nó len lỏi vào. Còn nước thì nước bình thường thì có gì nó bốc hơi nó hết. Còn ví dụ mà nước biển á, nếu mà đi tắm biển, nước đó biển nó có muối mặn trong đó thì nó sẽ ngấm trong mày, nó len lỏi, nó phá cái mạch trong mày thì nó nguy hiểm lắm. Bởi vậy tốt nhất là ví dụ như mình test mình dùng mà nó có mưa nước nó rớt lên, nước mình uống cà phê nước nó rớt lên đây, hay là vô tình mà mình đi qua đường mà trời mưa thì mình có thể yên tâm sử dụng. Với lại cái máy này thì mình, nếu mà nó có chức năng chống nước như vậy thì anh em mà chạy xe, anh em mà chạy tài xế thì có thể mua về để mình chạy xe được. Tại vì mình chạy ngoài đường thì thường là mưa bất ngờ, mưa thường ít khi nào báo trước mình lắm. Mưa nhiều khi đổ xuống bất ngờ, thấy mây đen rồi nhiều khi không biết mưa chừng nào thì mình bị hư mấy cái máy mà nó dạng như nó không có chống nước thì nước mưa nó sẽ ngấm vào, nó hư màn hình hay là hư cái mạch, hay là cái mạch ở trong máy, những cái mạch sạc hay là cái mạch này mạch nọ trong máy nó ngấm vào nó hư. Còn nếu mà có khả năng mà chống nước như cái con này thì mình có thể yên tâm. Thì nhưng mà chạy xe ốp, xe mà dạng như chạy giao hàng đó thì anh em tốt nhất là nên cài một app thôi, chứ cài hai app thì nếu mà nhiều, cài nhiều quá đi, mà mình thí dụ như mình chạy GPS đi mà mình cài thêm là ngu rồi, nó sẽ lắc, tại vì RAM nó quá ít đi, RAM nó có 2GB. Bây giờ bèo nhất á, bây giờ mình thấy mình xài máy 4GB mà còn lắc nữa, đừng nói 2GB, 6GB, bây giờ hiện tại là 6GB mới tạm ổn thôi, 6GB, 8GB mới ổn thôi, còn mà 4GB vẫn lắc luôn, đến này 2GB thì khỏi nói rồi. Nên mọi người nếu mà muốn chạy xe thì cài một app thôi, thí dụ như GoGet cài vào đây mình chạy, hoặc là Lalamo một cái thôi, chứ mà hai cái là bảo đảm hiện tượng nó sẽ lắc rồi, tại vì đâu phải là mình chạy hai cái không đâu, mình chạy hai cái xong mình còn phải có quản bảo bản đồ nữa, phải lót thêm cái bản đồ nặng nữa. Với lại nó phải ưu tiên cho cái phần mềm nó nổi lên, rồi những cái phần mềm trên máy nó vẫn chạy ngầm ở trong đó, nó sẽ hiện tượng nó lắc, tại vì Android mà. Android nó đâu có mượt như iOS đâu. Mình cài nhiều rất liền, 2GB bị ít lắm. Nên tốt nhất là theo mình thấy thì nếu mà mua con này về mà chạy xe công nghệ, chạy Lalamo hay là Logo Z gì đó, hay là Grab gì đó đi, thì mình chỉ chạy một app thôi, để nó chạy cái này với bản đồ là hai cái, nó bản đồ với lại cái app á, hai là hai hoặc cái app nó chạy thôi, chứ mà mình chạy mà song song hai cái là nó lắc liền, không được đâu.
lại một chuyện nữa là cái màn hình á, cái màn hình theo quảng cáo của bên shop á là kính Sophia. Cái Sophia là nó cứng chỉ thua kim cương thôi, nhưng mà mình xài thời gian thì mình xài hôm nay thì mình để trong cái túi như này nè, để nào mình để trong cái túi mình đi nè, rồi khi nào mình chưa xài mà chạy xe hay gì hết á, mình chỉ xài coi phim YouTube, chơi game nhẹ thôi à, rồi mình đi đâu quá mình bỏ cái túi này hết, rồi mình để ở nhà mình cũng chả có xài gì nhiều nữa, mà mình thấy vẫn có xuất dâm nha, trên màn hình nó vẫn xuất hiện những cái xuất dâm nha, chứng tỏ màn hình này nó vẫn chạy nha. Thì mình nghĩ là cái loại Sophia này là Sophia công nghiệp sản xuất hàng loạt thì nó sẽ giá thành là rẻ, thì mới làm được cái máy mà cái máy điện thoại rẻ, giá rẻ. Chứ mà bây giờ không có giống như Sophia với mấy cái đồng hồ. Mấy cái đồng hồ là mình cà cỡ nào đi, mình cà cỡ nào đi nó vẫn giữ được cái, nó vẫn không bị chạy, khó chạy lắm. Trừ cái mấy đồng hồ mình Sophia mình dùng kim cương mình cà vô mới chạy thôi, khó chạy lắm. Còn cái này mình thấy mình xài điều kiện bình thường thấy vẫn chạy, mình không phải là mình tẹt, không phải mình lên da mình cà vô hay mình lấy cát của mình cà vô, nhưng mà mình thấy vẫn có hiện tượng chạy mà. Nên tốt nhất đó là shop thì quảng cáo một chuyện, nhưng mà mình phải kỹ, xài phải kỹ đi. Như người ta bảo quảng cáo phải bán được nhiều doanh số đi, cái hãng á công bố ra là kính Sophia hay kính này kính nọ để mà ta bán được doanh số tốt, nhưng mà mình bản thân mình thì cổ bệnh tại người, tốt nhất mình giữ kỹ chút, ví dụ như là mình dán lại đi, thì mặt lưng thì mình xài bình thường nhưng mà nó cũng có một số vết chày này. Và kính thì có xước dâm, tốt nhất là anh em nếu mà muốn kỹ xài lâu dài dán lại, ra tiệm mình dán lại dán hình lại, hay mình kiếm cái miếng thương lực nào đó mà nó vừa vừa cái này mình dán lại, hoặc là mình đi đâu mình có cái bao của shop tặng, ví dụ cái bao này nè, nếu mà mua máy là shop tặng nè, mình bỏ vô cái rồi mình bỏ vô túi cái gì đó là an toàn luôn, là không chạy luôn. Còn nếu mình xài bình thường mình xài trần vậy là chắc chắn là sẽ có chạy, chứ không có thể nào mà không chạy được. Mà nếu mà chạy rồi sẽ ảnh hưởng tới cái hiển thị của máy, không có được xem phim, nó không bật đèn như xưa nữa. Đó là mình tư vấn cho anh em như vậy, thì nên giữ kỹ, mình giữ kỹ để chứ mình xài trần thì chắc chắn là sẽ chạy á. Con này thì mình chống nước thì ok đó, mấy dòng mà đắt tiền chưa chắc được chống nước được dài luôn nè. Kêu xe ra là chuyên gia siêu bền chống nước đó, mình xài kỹ chút đó thì mình sẽ xài được lâu dài. Còn cái dòng này thì mình nghĩ là sau này chắc khó kiếm pin lắm, kiếm pin thay thế khó lắm, chỉ có cách đó là mình mua cái máy khác đi, mua cái máy khác mà tình trạng nó còn mới á, rồi có thể là mình thay thế cái linh kiện qua cái máy này, đó mình mua một cái máy khác thì nó quá rẻ đi, chỉ mấy trăm mà. Bây giờ mình thay, mình kiếm cục pin mình thay cho được nó đi, cũng phải 200-300 ví dụ vậy đi, nhưng mà mình mua một cái máy khác đi tầm mấy trăm, mình lấy linh kiện mình đắp qua này thì ok. Chứ mà cái này con này rẻ vậy thì sau này chắc cũng không có nhiều anh em sửa chữa đâu, sự luôn á, có kiếm máy xác cái gì đó kiếm linh kiện đắp qua thì ok thôi. Khi mà nói về sửa chữa thì có khi tiền sửa còn cao hơn tiền cái máy nữa. Nhưng nhược điểm của con này là loa khá là nhỏ luôn, mình phải dùng tai nghe Bluetooth hoặc là tai nghe thường mình nghe thì âm thanh mới hay được, tại vì nó mình nghĩ là có chức năng chống nước, bởi vậy nó nghe âm thanh sẽ nhỏ, sẽ hạn chế về cái phần âm thanh loa ngoài, nó có một loa đơn và âm thanh nó cũng nhỏ nữa. Mà mình thấy camera con này quay phim chụp hình thì mình thấy cũng ok, quay phim chụp hình thì mình thấy cái nét, cái màn nó trong, màn nó khá trong á,
nhưng mà có điều nó màn con này thì khá trong, nhưng mà có điều nó hơi ám vàng. Đây mình chỉnh nó thành trắng này. Đây cái lên trắng này mình thấy nó hơi ám vàng, màn tư trầu nhưng mà nó có thiên hướng nó ngã sang cái màu màu vàng vàng ám vàng, cái dạng là tông ám vàng. Thì mình sau bao giờ mình nhìn quen là thấy ok, nhưng mà mình bao giờ đầu mình nhìn thấy chưa quen, thấy nó hơi khó chịu. Nhưng mà thời gian mà sợ thời gian thấy ok, từ màn ám vàng sẽ giúp bảo vệ mắt, sẽ tốt cho mắt không nhỉ? Được xem phim hay đọc sách vào buổi tối sẽ tốt cho mắt của mình. Rồi ok, đó là một số nhận xét của mình sau khi mà sử dụng máy. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo của mình.